Ngoại giật đi ngoại. Ủa cái gì vậy? Ủa sao mặt tư không lấy đi gượt của người ta? Chi? Ủa chị ơi, đi đâu vậy? Ủa không cho ông chơi ăn cắp được hả? Đi thẳng thôi con, thẳng qua cái hẻm đó kìa. Thẳng vô. Rồi. Rồi nghiêng 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 vô, nghiêng vô, nghiêng vô. Nè chú đẩy cho phụ cho con nghe. Ủa? Từ từ. Ai sao ngoại đứng ngầm ngơ vậy? Trời Hưng ơi, ta không nghĩ mày đủ đó trời ơi. Ôi chết cha, đây ra xong rồi. Xong anh có cái hình ở kia xong không? Ờ cũng mới xong, có cái nhà này nè. Nhà nổi nè. Bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Ông cố ơi. Ông cố. Cái thuyền chèo ra cái rắc. Oh my god. Trời chơi cái gì dở man vậy? Được không? Vô đâu? Nổi thì trời ơi. Nhanh lên con ơi. Yeah. Come on. Cố lên anh ơi. Mình cứ đi thoải mái. Kệ cho vừa. Cái của đội bạn được lấy để cho tự chơi anh. Rồi chuyên nghiệp luôn, biết bơi kayak luôn. Xuất sắc. À đây hai miếng hả? Chừa lại một miếng. Chừa lại một miếng của đội bạn anh ơi, để cho nó ra bơi anh ơi. Cái này ngoại già lắm là không được đâu. Phương Mỹ Chi không biết bơi đâu, chắc ăn luôn. Ở nhà thì người ta dựng mẹ một chỗ đi. Rải rác mỗi nơi một canh. Rồi biết ai đâu mà kiếm, ai đâu mà tìm. Nhà nội mới có thấy nổi miếng nào đâu. Trời ơi. Đó, nổi rồi kìa. Trời ơi, tụi nó ra ngoài kia rồi kìa. Chết cha, tới rồi. Được rồi, anh tự làm. Rồi chỗ này không dành cho người lớn tuổi vậy em, chị em à, đi ra chỗ khác đi ạ. Trời gì ghê vậy? Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao mặt tư không lấy đi gượt của người ta? Chi? Ủa chị ơi, đi đâu vậy? Ủa không cho ông chơi ăn cắp được hả? Bây giờ kiếm đi, ở đây có hai cái. Ở đâu? Chỉ này ông mới bơi xuồng lấy đó. Phải bơi xuồng. Cưng biết bơi không? Dạ biết. Biết chỉ cho kìa. Trời ơi. Bơi ra, chèo xuồng được, nhảy xuống bơi lội. Thích nào chơi đó. Vậy phải chèo xuồng rồi. Biết bơi không chị ơi, được không? Ủa đi đâu vậy con? Đùa xuống đó luôn, kéo lại đây làm chi? Trời ơi, thác bên đó trời. Nó còn nhảy xuống. Rồi dầm cưng ơi, kiếm cái dầm. Kìa, ổng mới giấu dầm chẳng. Ác quá. Để coi bạn bè chơi coi lại đi, chớ chơi gì đâu giấu dầm. Ủa ngồi ở đâu để lái vậy? Con ngồi. Chi ngồi lên. Ừ đó. Rồi ngồi lên. Ngồi xuống, ngồi xuống, có phải ngồi xuống. Ngồi đó, đúng rồi. Rồi, bơi ra. Ngoài không lên đi con. Không có đi mình. Trời ơi. Không có đi mình. Trời ơi, con bơi với cái lá rồi. Nè, đuổi đây đó. Ừ, đạp vô. Con lấy cái dầm này chổi đi ra. Đó, đúng rồi chi, đó. Chi lấy dầm nè, chổi vô bờ nè. Ừ, đẩy nó ra. Ừ, đúng rồi. Nó sạc qua tới bển luôn rồi. Con đi ra xa rồi. Đi đâu vậy? Con đi ra xa rồi. Con đi
bên phải. Ừ đó 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 đúng rồi đó. Bên kia, bên đây cái, bên kia cái, bên kia cái. Đúng rồi đó đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Hợp lý hợp lệ luôn. Tiến tới luôn. Nhanh lên. Ôi trời ơi con tôi ngoan quá. Ôi trời ơi cháu tôi. Ôi trời ơi. Trời ơi xuất sắc con bé, không những đẹp mà nó còn giỏi nữa. Đá lại bên này nè để nó quay vòng tròn. Đó một bên một cái để nó quay vòng tròn. Đó. Đá bên đây cái đầu đá bên đây để cho nó tạp vô bên kia. Để nó tạp bên kia. Đó. Ừ. Rồi. Rồi rồi đúng thắng lại. Trời biết thắng luôn rồi chết rồi. Rồi móc mạnh vô, móc mạnh vô. Trời ơi. Rồi móc bên kia, móc bên kia, móc bên kia. Không, móc bên kia đi ra ngoài rồi. Móc kia. À trời ơi. Lùi lại, lùi lại. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Đúng rồi, lùi lại. Lùi lại, đạp, đạp đề số vô số 2, lùi lại. Nhẹ nhẹ thôi con. Nhẹ nhẹ thôi, đụng. Rồi, đụng đụng cái cột rồi dội ra nè. Trời ơi. Rồi, đừng có bượng. Đừng, 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 đừng. Chèo thôi, chèo thôi. Chèo thôi. Không, lùi lại. Trời ơi. Móc gì, móc một bên thôi, cứ móc một bên thôi. Móc. Trời ơi, tao than tiếng mày chứ ơi. Mày móc mày lùa ăn chi rồi nó ra, gần tới rồi. Móc, móc. Trời ơi, con móc đi cho nó nuôi lại, cái gì vậy? Móc luôn, móc luôn rồi. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, mày mới nó quay vòng vòng. Trời ơi. Trời ơi. Một người thì vừa già, một người là bánh bèo. Đi đây nè. Chà xuôi, xuôi nó mới ra giữa vòng con ạ. Nha. Rồi đi, ra vô. Mạnh lên, móc mạnh vô, lên móc nè. Vô. Đừng có đẩy ra nữa được đâu. Rồi, móc vô. Rồi, móc vô đó, đó, rồi lấy. Đó, rồi lấy. Trời ơi. Trời ơi, coi mặt em nó bất mãn rồi kìa. Rồi sao vô đây ạ? À? Bên kia, móc bên, bên kia. Ờ đúng rồi, vô đây, vô đó. Đây. Mày tránh ta đi. Ê, ê, cái gì vậy? Ê, ê, cái gì vậy? Hả? Trời ơi. Trời ơi, đồ cướp giật. Trời ơi, chưa tới đánh bãi mà có hồn đầy đó hết trơn à. Rồi móc bên kia, móc bên kia, móc bên kia nhiều vô, để đi vô. Móc bên kia, bên kia, bên kia. Đi thẳng qua con, thẳng qua cái hẻm đó kìa. Thẳng vô. Rồi. Rồi nghiêng 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 vô, nghiêng vô, nghiêng vô. Nè chú đẩy cho phụ cho con nghe. Ủa? Ủa? Ai sao ngoại đứng nằm ngơ vậy? Trời Hưng ơi, ta không nghĩ mày đủ đó trời ơi. Đó rồi móc vô đây nè. Đó. Chết con nhỏ rồi. Trời đất ơi, con thấy chưa, niềm tin con đâu còn nữa đâu. Không sao đâu chia, chúng ta còn cả ngày. Con ơi con đi đâu vậy? Ôi trời ơi, con ơi, con đừng bỏ ngoài con. Chết mẹ đứng một chỗ rồi. Về ngoại đi chi ơi. Không còn con sống. Trời ơi. Con hát được mà. Ủa sao xa quá vậy? Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Rồi vô đây, cho cứu cho thiệt. Bây giờ chèo sao, ai chỉ em? Chào mừng bạn đến với cuộc thi đờ như ca giáp. Super men tùa hương ngoại. Quay cái đầu vô đây. Super men tùa thanh sờ ta. Bây giờ với lại làm lại thế nào? Quẹt ở đây, quẹt ở đây. Superman tùa lan lộ. Mình móc ngược lại đi cho nó vô nhà nè. Mình gần bờ là không ai xô mình được. Ai mà lại tiếp cận mà xô mình lấy nước mình tạt liền. Cái đó đi tới đó. Chèo thôi là tới Vũng Tàu luôn đó. Hot dược sĩ đảm. Giờ nè, chi cũng một bên phải đó con, một bên phải thôi, thiệt chú nói thiệt. Một bên đó nó đi vô đây nè, một bên phải thôi. Một bên thôi, một bên phải thôi. Nè một bên. Bên kia. Làm sao vậy? Một bên mà bên kia má ơi. Sao mới đầu không nói vậy đó? À xin lỗi, bên kia.
bực mình quá à. Đường đó là về Cần Thơ em ơi, quay lại đây. Ngoại nhục lắm con ơi. Hai bên đi chỗ đều nè, đi thẳng vô nè, hai bên luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Về đây chị ơi, ta sẽ thua cùng nhau à. Đó thấy không con, nhờ chú con luyện được đấy không con. Ê mày, mày có đầy với mày. Trời chú này lúc này chú muốn nhảy xuống trẻ còn vô lắm luôn á. Rồi đi vô, vô, chú vô, vô thiệt. Đưa cái dầm đây. Mày ác thì mày ác, cầm luôn, trời ơi bà ơi, bà cầm cái dầm tôi, bà vô. Cái nè, đó, vậy nè, thấy không. Con thấy con hôm nay con đã mất hoàn toàn hình tượng với chú Đàm Vĩnh Hưng rồi. Sau cái cú đạp ấy. Trời ơi, chú đạp con em cái ra giữa sông. Đẩy chứ con đạp. Rồi, nãy em thấy đẩy được mấy cái? Thôi cứ quay nón nữa con cho mát con. Mấy cái, mấy cái, mấy cái. 7 cái. Em đoán trước được tình hình này rồi. Hồi nãy lúc mà cái cảnh đầu tiên á là dụ tụi em vô cái nhà trưng bày để vô cái cầu dây với cái ngã ba là ôm được hai chỗ luôn. Xong rồi cuối cùng tụi em lấy được có cổ chỗ nhà trưng bày. Đâu anh cũng có mấy cái trên đó mà, tại vì trên đường đi là tiện tay thôi. Không kịp ngoài tòa nhà trưng bày là không kịp với tụi con luôn, lấy hết. Wow. Được bao nhiêu miếng của đồ vàng ạ? À? Ba thẻ vàng. Còn cái mẹ với đâu chơi này thấy không? Còn cái mẹ với đâu chơi này thấy không? Có mẹ đó. Đội bạc là chỉ có hai thẻ thôi. Đó có vậy thôi là chơi cái gì? Anh làm cái vàng hả? Nè. Ừ. Thì mình bán lại cho. Đổi qua. Đổi đi. 500.000 ba miếng. Một thẻ lấy bốn thẻ. Cái gì? Trời ơi, ở đây lùng bùng có đây có bằng, ở đây có bằng trang bằng thò nào không vậy? Thì một lấy ba. Một đổi một. Một đổi hai thì ok. Một đổi hai chứ không. Cho hai luôn. Cho hai luôn. Một đổi hai luôn nè. Rồi. Rồi. Hai dịch ok, vẫn dư. Dư nhưng mà vàng cũng có bốn thôi là đều. Mình ráp đi con, đâu rồi? Đúng rồi, ráp rồi. Nè chú Dư giữ đâu rồi? Để biến hóa cái thật nha. A ta. A ta. Còn một điểm nữa ha. Nhà trưng bày trời ơi nó xa quá, trời ơi, cái đường vô nó dài xa thăm thẳm luôn. Má ơi Ricky, Ricky ơi, Ricky ở đây. Ở đâu, ở đâu? Ở đây. Lấy la, lấy la. Ở trong phòng ấy là đội kia lấy rồi. Giờ coi lại mới thấy là toàn cái của bà không à. Nó có hai miếng thôi. Được. À, mình 5 miếng lận nó có 2. Cái kia cái cầu kìa, số 1 kìa cơ. Cầu số 1. Đây 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 đây. Quá nhanh quá nguy hiểm. Mình ngon rồi, ngon rồi. Rồi 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 rồi. Không mất công nữa, không mất công nữa. Ủa mỗi đội mấy miếng ta? Sáu. Sáu miếng. Mình năm miếng rồi. Năm miếng rồi mình đổi. Trong khi mình giữ một cái. Tao mình giữ là bốn miếng nữa luôn. Trời ơi tưởng sao cũng mua đồ ha, có đủ luôn 6 thẻ luôn, bên đây chỉ có 4 thẻ được thôi. Có 5 thẻ thôi, nhưng mới mua mới đổi thẻ đó. Chứ đâu có tóc lành gì, thì ra là thiếu đúng cái thẻ đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ mình muốn biết bức tranh là sao. Mọi người di chuyển ra một điểm khác để mình coi hoàn thiện bức tranh nha. Ai thay dạ. Pin bên đó kìa, hết pin rồi kìa. Con ơi, con thấy không? Người ta có những cú đạp gì đó. Cú đạp. Trời ơi, đạp hậu bối ra tận giữa sông. Hậu bối sắp sửa leo lên đài vinh quang. Đó, chính xác. Cái đạp ở giữa sông. Trời đất ơi, ác. Không mà hồi nãy quýt tính giờ, tại em chèo dở thôi. Thôi, mình di chuyển nè. Vô, đi thôi. Quý vị ơi, bằng cái sự chơi rất là thật thà, tâm đức giữa hai đội thì... Để cho con nít nói trước đi. Không hằng, không hằng, không hằng. Trời ơi, không hằng những hàng. Người ta mà ngay thẳng ăn nghe nó. Không bao giờ lẹo lử. Ừ. Không hề công bằng ngay từ đầu. Đâu chị, đúng rồi, tại vì là em làm chứng, nó giấu cái thẻ của anh trước. Không có, em bị dụ qua cái phòng trưng bày trước, không có cho em lên cái cầu, cái ngã ba với lại cái cầu dây là hai chỗ là lấy. Mình lớn rồi, không ai dụ được mình đâu. Không hổ danh là đệ tử của Google. Dạ, thấy hết. Đây chị Lộ, em nói cho chị nghe, em đã không trở nên là con người như vậy sau cú đạp của chú Hưng.
Làm sao vậy? Em đã không trở nên như vậy. Em đã trở nên như vậy sau cú đạp của chú Hân chứ trước đó. Là do ai dạy? Mụ ngoại con dạy con vậy đúng không? Không, đó là bản tính con chọi dạy. Do là con bị quá sốc. Nè, cái camera đi đằng trước em với ngoại vậy nè. Nó nói nhiều tới nỗi không chen vô được. Đi chậm thôi ngoại ơi, đi chậm thôi chứ. Chạy đi từ. Chạy đi cho camera đi trước. Con phải đi bằng xe, không cho con đi bộ. Trời ơi, là hai ngoài cháu mà rớt nước mắt. Bị ép đi ngồi trên chiếc xe tồi túng. Con không có chịu nổi, con chỉ muốn chạy đi thôi. Lươn lẹ. Đó, bên đây là thật sự là đây là chàng trai Cần Thơ quý vị. Gạo trắng nước trong nha. Chân thật. Phải chạy bộ từ tuốt ngoài kia chạy vô. Rồi bây giờ mình có mấy thẻ nè? 1, 2, 3, 5 mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 1, 2, 3, 5. Không, nó không có số ghép đi. Đánh rơi một nhịp rồi đó. Thật sự mình có hiểu bức tranh đó đang thể hiện gì không à? Sao nó không hợp lý đã? Rồi trả lời. Rồi trả lời xong rồi em, xong rồi. Đây là rừng xác. Ai cũng biết rồi, nhìn tấm đầu tiên ta biết rừng xác rồi. Tôi trả lời xong rồi đó. Ôi, không công nhận câu trả lời. Không công nhận ai người ta trả lời xong rồi đó. Người ta kết quả xong có rồi. Có ai đặt câu hỏi rồi mà trả lời? Người ta chỉ duyệt á, công bố trên cái số ô mình đạt được thôi. Kìa, bên kia dán hoài không được mà chị khen hay. Còn bên đây người ta bị ráp xong rồi. Cái này xong này, cái này có mấy miếng mà cũng xong rồi nè. Còn kia 6 miếng mà có biết ráp gì đâu. Thấy không? Nhìn thấy biết ngu ngột. Lầy hoài đâu có ráp được rồi. Ráp sai rồi. Thay kìa. Ráp sai. Trời đất ơi, nhục chưa? Nè, đúng rồi nè. Không có đúng đâu. Rồi. Ngày không xong. Trời ơi, lâu quá. Dạ, theo quý anh chị bên đây là cái gì ạ? À? Trời, quá dễ dàng, rừng xác. Rừng xác Cần Giờ được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ. Được UNESCO công nhận đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới, với hệ động thực vật đa dạng độc đáo điển hình của vùng ngập mặn. Nơi đây được công nhận là khu du lịch trọng điểm quốc gia Việt Nam, là địa điểm lý tưởng cho các chuyến du lịch sinh thái tìm về với thiên nhiên. Trời, quá dễ dàng, rừng xác. Người ta đã trả lời từ đầu rồi bà. Ra hỏi cho có thôi, chứ thật sự ai nhiều mảnh ghép hơn là người chiến thắng nha. Chúc mừng đội. Mỗi người một ý. Yeah. Chiến thắng. Yeah. Chơi game mà. Đáng lẽ là mình sẽ đưa hai tay lên mình xì ve với bạn, nhưng xì sợ là bị một cú đạp. Bị chuẩn nha, sợ mình bị chuẩn nha. Đi con. Đó. Ủa gì kỳ vậy? Ủa gì vậy? Rồi đội thắng rồi nè. Giờ muốn cho đội kia hai miếng này ghê luôn sao thôi. Ủa? Gì vậy? Ủa? Không đi nữa đi. Biết đi đâu đâu. Cái đó. Bởi vì đợi em nói cái nè. Bây giờ mình sẽ đi tới điểm tiếp theo mọi người nha. Thôi mình chụp tấm hình chung kỷ niệm với nè. Thôi vui lên đi con. Vui quá kìa, thôi chụp hình đi. Gần vui rồi đó. Thôi con sợ bị đạp lắm. Trời đất, con chụp hình mà đạp đâu được. Mình nên ghi nhớ nhờ cái đạp, nhờ cú đạp đó mà mình biết bơi. Rồi vô đi cưng. Vô nè. Thì bình đi. Bên ngoài à, chị lộ bên ngoài. Đâu có bình đâu. Rồi làm cái gì đây. Mà công nhận là con biết bơi chưa? Con biết chèo rồi. Biết chèo rồi đó. Ok, mặt cười lên nha. Mặt không có vui chứ nào. Trời.